Wow. Oh, đẹp quá. Yeah. Hey. Wow, so beautiful. Yeah, so good. I saw you. Wow. Oh. Rồi, chuyến tàu đẹp nhất thế giới các bạn nha. Một trong những chuyến xe lửa đẹp nhất thế giới các bạn. Từ Kandy the Elder, Sri Lanka. Ôi, da xanh hút luôn. Quá nhiều em. Hai mươi hai thế kỷ các bạn ha, hang động Phật giáo Dambulla, di sản văn hóa thế giới, đẹp một cách mê ly, linh thiêng, trang nhã, thanh tịnh, vô số tượng Phật các bạn. Và đây là cảnh dâng hoa cho Đức Phật trong chùa Xá Lợi Phật ở Kandy, di sản văn hóa thế giới 1988. Chùa thờ Xá Lợi Phật là một chiếc răng của Ngài. How do you sell it? Like a... But this one, how much? How much? One? Yes. You like something, donation? Yes. Not donation, how much for this one? You like something? How much for this one? 1,000, 2,000, 5,000. Oh yeah, 1,000, 2,000, 5,000. Okay, it depends. Thanks a lot. It's okay, yeah. Là cây bồ đề cổ thụ khoảng 2.300 năm tuổi,
Kodo Anuradhapura. Một không khí rất là linh thiêng các bạn. Đây được xem là cái bồ đề cổ thụ dài nhất thế giới, được chiết nhánh từ cây bồ đề gốc ở bồ đề đạo tràng Ấn Độ. Và đây là đại bảo tháp Ruwanwelisaya có lưu giữ Xá Lợi Phật, nằm gần cây bồ đề thiên các bạn. Hello. Dễ thương quá trời. Ok. Hello. Hello. It's duty. It's duty. Hey, không khác gì thiên đường các bạn. Bãi biển Tangale. Sri Lanka các bạn ơi, đẹp quá. Quá trời không? Màu biển xanh ngắt luôn. Đã quá. Another one. It's a bigger one. Bigger one. Wow. Really good. Excellent. Oh my God. Và đây mình quay cận cảnh cho các bạn thấy nè, đó con chim nó bay nó xà xuống nó ăn cá một con. Đó, hai con bay xuống, nó đáp xuống một cái là bay lên liền các bạn, bay rất nhanh nha. Đó quá trời không, trời đã ghê không. Yesterday I count 148. So you're still counting now? Yeah. Well, she's come twice. Sorry? She's come twice. Or is she laying eggs in the same area? Yeah, same area. Yeah. Quê Sri Lanka các bạn nha, gần biển Tangale, cực kỳ vui luôn. Quá trời đông. Yeah. Đây xem các cân hàng nè, đó.
từ thời xa xưa nào đó. Bỉ. Yeah. What? Cười. Và đây là những đồi trà các bạn nha. Đồi trà, nối tiếp đồi trà. Trên đường đi tới chỗ ngồi của ngài Lipton. Đẹp quá trời luôn. Thương hiệu trà Lipton. Thương hiệu trà số 1 thế giới. Đây hái trà của anh nha. Gần chỗ ngồi của ngài Lipton. Đó. Đồi xanh. Quá trời đẹp luôn vậy. Và đây chẳng khác gì tiên cảnh các bạn, vị thần và voi thần ha, từ trên trời bay xuống. Bầu trời trong xanh rất rất đẹp các bạn. Đồi sư tử, di sản văn hóa thế giới, Sri Lanka các bạn. Rất ấn tượng luôn. Các bạn thấy nè, hai cái chân của sư tử nha. Từ lên thiên đường, đỉnh đồi sư tử.
Và đây là di sản thế giới điện thờ Vatadat ở cố đô Polon Narua. Công trình được xây dựng vào thế kỷ 12 các bạn. Và đây là điện thờ có tên là Lanka Tilaka với bức tường cao 17m các bạn và tượng Phật lớn nha. Và đây là một trong bốn tượng Phật ở điện thờ Gandh Vihara. Tạc trên khối đá các bạn. Đây là ngôi vườn hoàng gia Sri Lanka các bạn. Đẹp lắm luôn á. Ngay tại thành phố Kandy nha. Ôi đẹp quá. Và đây là tượng Phật lớn trên đỉnh đồi Kandy. Thì chúng ta chinh phục cây kem ốc quế khổng lồ cao nhất thế giới các bạn, với những đường xoắn ốc đâm toạc trời xanh. Và đây là thiền viện Trúc Lâm, nhưng không phải ở Việt Nam các bạn, mà ở Sri Lanka. Ngôi chùa đầu tiên của Việt Nam ở đất nước này. Thanh tịnh yên bình. Xe cái nó đi vô hết luôn rồi. Trời ơi, ông đạp xe cái. Vui không? Wow, cả gia đình lưỡi thương quá. Chụp hình Minh chụp hình lại. Chụp lại coi. Nó che luôn con kia. Gì đâu. Nó che con. Coi cái chân của nó nè. Nó dễ thương lắm. Rồi nó đi luôn rồi. Đó. Ôi, nó chúng nó ăn đã luôn á. Dễ thương quá. Ôi dễ thương quá trời luôn, nó đâu có sợ đâu, nó đứng nè. Wow, dễ thương quá. Ê. Rồi bắt được nguyên con voi luôn. Đó, nó đâu có sợ ai đâu. Banana. Đúng là xứ sở Sri Lanka ha. Wow, amazing.
dễ thương. Ờ dễ thương. Dễ thương mọi người. Có ăn ngon lành rồi. Ok. Ôi, các bạn thấy không? Đẹp quá trời luôn. Đây là khu vực thị trấn Matara các bạn ha. Điểm cực nam của Sri Lanka và ngọn hải đăng Bontora. Trời ơi, đẹp quá trời màu biển nè. Rồi hàng dừa nè. Đây, chúng ta đi chút xíu sẽ tới ngọn hải đăng các bạn nha. Đây, cận cảnh hơn các bạn. Ngay khu vực hải đăng nha. Wow, trời đẹp luôn trời ơi. Xanh không tưởng luôn. Và đây là một bãi biển rất đẹp các bạn, ở gần thị trấn Matara nha, có tên là Pohena, với sóng biển êm đềm các bạn. Rất nhiều người Sri Lanka đến đây tắm biển. Mình thực sự là thích bãi biển này các bạn. Pohena. Và đây từ trên đỉnh Hòn Phẹt các bạn, nhìn xuống biển Mirisa nha. Đẹp lắm luôn á. Đây là bãi biển thiên đường Mirisa các bạn, hồ bơi vô cực nha. Biển cực đẹp luôn, trong xanh, hàng dừa. Khách sạn mình ở có giá 23 đô thôi các bạn, đã không? Quá trời luôn. Nguyên cả bãi biển dành cho mình. Mirisa. Đẹp quá, bãi biển mỹ mực. Chỉ có mình thôi các bạn ơi. Quá trời luôn. Một hình ảnh rất là đặc biệt các bạn ở Sri Lanka nha, câu cá giữa biển trên những cái cây. Đây là chỗ cá này nè. Xem. Quá trời, có chim nữa nè. Nay chúng ta sẽ chơi sang các bạn nha, ăn tôm hùm của Sri Lanka và cua Sri Lanka các bạn nha. Đây là hàng tự nhiên, nhìn đã không? Đó. Một lát nữa xem họ nấu luôn các bạn. Sau khi chế biến các bạn ha, món cua cà ri nè, nhìn rất thèm. Tiếp nữa là tôm hùm nướng với khoai tây chiên.
Và đây là khu vực hồ giữa biển Thanh Pê các bạn. Nhìn đã không? Nhưng mà sóng biển đánh cũng tưng bừng luôn nè. Đó. Và không phải chỉ có một cái hồ như thế này các bạn, có rất rất nhiều hồ nhỏ nha. Đây cho ăn luôn, cho ăn luôn, còn miếng cuối cùng. Đây, đó 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 đó, nó táp. Nó táp kìa. Ê. Nó quất vô một cái chân đau lắm các bạn. Wow, nó trườn ra. Oh man. Đẹp quá. Nghe combo khoảng độ 60 cây số, thác giữa rừng luôn. Rồi, nước trong quá trời.